Thưa quý vị, truyền thông, báo chí, các cơ quan trên khắp nơi và thưa tất cả hội viên Quỹ Tương Tế Việt Nam, quý vị không có mặt ở đây hôm nay, ngày 23 tháng 3 năm 2014. Hôm nay chúng tôi họp, tôi xin tường trình lại cái tình hình buổi họp hôm nay như thế này. Sáng nay lúc 10 giờ 30, chúng tôi có 20 hội viên được mời đến Quỹ Tương Tế Việt Nam để thảo luận với vị chủ tịch mới là Bùi Văn Thiện Mỹ về cái vấn đề ý kiến của hội viên đi và ở. Nghĩa là ai muốn tiếp tục theo hội, ai muốn bỏ hội, thì sự thảo luận cũng rất là nhiệt tình và trong cái tinh thần hòa giải anh em. Thì chúng tôi 20 người đều có quyết định muốn bỏ hội, tuy thế cũng có một vài ý kiến gọi là có một số người muốn ở lại hội. Điều đó chúng tôi đều muốn nói với vị chủ tịch mới rằng chúng tôi muốn Quỹ Tương Tế Việt Nam sẽ trả tiền lại cho những hội viên nào bỏ hội, và Quỹ Tương Tế sẽ duy trì những hội viên nào muốn tiếp tục. Thì cuộc tiếp xúc đó đi đến cái kết luận là vị chủ tịch mới ghi nhận tất cả những ý kiến đó nhưng chưa có quyết định dứt khoát. Chúng tôi đem những ý kiến đó đem lại cộng đồng Việt Nam Bắc Cali để thảo luận. Thì trong ý kiến anh em thảo luận rất là sâu nổi và vui vẻ, là anh em đồng ý rằng cái điều đó chứng tỏ rằng sự làm việc của chúng ta lại với Quỹ Tương Tế Việt Nam là có kết quả. Tuy thế vẫn còn phải chờ thời gian, và thời gian đó là một thời gian ngắn được mong muốn chứ không có phải kéo dài. Và chúng tôi nghi ngờ rằng trong các vị bô lão trong ban quản trị Quỹ Tương Tế Việt Nam có vẻ muốn kéo dài cái sự mong muốn chúng tôi muốn bỏ hội. Do đã đó chúng tôi không muốn, và chúng tôi rất là ngạc nhiên, và chúng tôi yêu cầu là không nên có cái sự mà duy trì kéo dài cái tình trạng này. Chủ nhật này chúng tôi hy vọng chúng tôi sẽ gặp ban quản trị Quỹ Tương Tế một lần nữa ở bất cứ chỗ nào, trong một cuộc họp báo chung với Quỹ Tương Tế Việt Nam, đứng đầu là vị chủ tịch mới Bùi Văn Thiện Mỹ. Tôi mong sự gặp gỡ đó sẽ mang đến kết quả dứt khoát cho tất cả cái tình trạng mà khó khăn của chúng tôi từ trước tới nay. Xin kính chào, mong quý vị giúp đỡ chúng tôi. Và hội viên Quỹ Tương Tế Việt Nam, ai chưa có dự những cuộc họp ở đây thì xin lắng nghe và hãy đến với chúng ta. Xin kính chào. Sau đây là sự phát biểu của bác Xuân trong anh em hội viên Quỹ Tương Tế Việt Nam của chúng tôi. Mời bác Xuân. Trước khi phát biểu thì tôi xin thưa với quý vị, tại làm sao mà chúng ta phải ngồi lại ở đây là vì chúng ta bị trao lầm cái niềm tin. Do vậy mà chúng ta phải kể cho nó có đầu có đuôi, tại sao mà lại phản đối, tại sao mà phải bàn đi bàn lại. Thì mục đích của chúng tôi là chỉ có đề nghị hội đồng quản trị trả lại số tiền mà chúng tôi đã đóng, đưa phúng điếu hết bao nhiêu, còn lại bao nhiêu thì trả lại cho chúng tôi. Sở dĩ mà chúng tôi đòi lại là vì chúng tôi không còn có đủ kiên nhẫn mà tin tưởng vào quý vị lãnh đạo cái quỹ này. Suốt 15 năm nay chỉ có báo cáo bằng giấy tờ, mà hàng tháng thì chúng tôi cũng không biết cái hội này nó có bao nhiêu hội viên. Rồi làm cho chúng tôi mất cái niềm tin. Ông chủ tịch cũ thì đọc ở trên đài phát thanh là tự tin như thế, mà không hiểu tại sao chỉ có 60 ngày ông mới tìm một cái con đường
rút lui âm thầm mà bàn giao cho một ông mới, mà chúng tôi là những cái người mà đã gần đất xa trời rồi, mà ông ấy coi chúng tôi như là một cái vật hàng hóa, ông ấy xài rồi ông không muốn xài nữa thì ông đưa giao cho một người khác. Ông ấy không có tôn trọng chúng tôi thì chúng tôi hết kiên nhẫn để mà tôn trọng ông ấy rồi. Do đó mà bây giờ chúng tôi nói thẳng nôm na là chúng tôi không muốn chơi với ông nữa. Cái lý do thứ nhất là ông ấy kể là ông ấy phục vụ tha nhân. Mà tôi thử hỏi rằng quý vị thử cho biết rằng là quý vị buôn bán mà có 300 người khách hàng đó thường xuyên đến với quý vị mà người ta bỏ người ta đi, mà quý vị không nghiên cứu, không hỏi xem là tìm tòi cái lý do nào mà người ta bỏ quý vị người ta đi, rồi quý vị cứ ngồi đó chỉ có việc thu tiền vào rồi có bao nhiêu chi rồi còn bao nhiêu để, không có nói rành mạch cho chúng tôi biết, thành ra bây giờ chúng tôi không có tin tưởng nữa. Muốn mong quý vị, nếu nói là quý vị trong sáng thì yêu cầu quý vị trả lại tiền cho hội viên chúng tôi. Còn những người hội viên nào muốn tiếp tục chơi với quý vị thì cái đó quyền của người ta. Nói sự thực ra là nói tiền thì cũng quý, mà riêng một số chúng tôi thấy rằng là chúng tôi bị xúc phạm là về ông Hòa là một người có thể gọi là gần như là độc tài rồi chứ không còn gì nữa. Bao nhiêu lần viết thư yêu cầu ông ấy phải thế làm việc cho đàng hoàng minh bạch thì ông ấy đều vứt sọt rác hết. Tôi có thể nói nếu cần ông Hòa cứ giơ tay lên mà nói rằng là tôi không nhận được lá thư góp ý nào hết. Bây giờ có những hội viên mà đã sinh hoạt với hội này kể từ năm 1995 mà đã viết thư nói những cái sai của ông Hòa, nhưng ông Hòa đều vứt đi, không cần trả lời mà cũng không cần để quan tâm đến. Ông ấy rất là một con người mà không có coi ai ra gì hết. Vì vậy cho nên tôi xin có ý kiến tại làm sao mà chúng tôi đòi lại là vì lý do ông Hòa đã làm mất lòng tin đối với chúng tôi. Xin ý kiến ngắn gọn như thế để kính chào quý vị. Sau đây là ý kiến của bác Hân. 88 tuổi rồi. Xin mời bác Hân cho những cái cao kiến với quỹ thực tế và chúng tôi. Xin mời bác. Xin thưa quý anh chị, từ 2-3 tháng nay chúng ta đã hội họp ở đây để mà nói đòi hỏi quỹ tương tế Việt Nam công bằng và trong sáng cho những hội viên của chúng ta. Bởi vì quỹ tương tế Việt Nam đưa ra cái điều lệ 2014 bắt buộc tất cả hội viên chúng ta phải đóng tiền suốt mãn đời. Vì vậy mà anh em chúng tôi tụ tập tại đây để mà đấu tranh. Thì cái việc đấu tranh của chúng tôi ngày hôm nay, chúng tôi xin đề nghị với tất cả quý anh chị em rằng là chúng ta phải có một cái danh xưng cho nó xứng đáng. Từ hôm nay chúng ta gọi là Ủy ban đấu tranh đòi công bằng và trong sáng cho hội viên quỹ tương tế Việt Nam. Vì sao mà chúng tôi nêu ra cái đòi hỏi là đòi công bằng và trong sáng? Bởi vì chúng tôi gia nhập hội
2002, thì sau đó Quỹ Tương tế Việt Nam tự động đặt ra một số điều lệ nội quy 2005, 2007, 2008, 2010 và 2014. Trong những cái điều lệ đó là hoàn toàn bất hợp pháp, có thể nói là bất hợp hiến luôn, bởi vì không có một cái chính danh nào trong cái điều lệ mà chúng tôi gia nhập không có nói rõ rằng là ban quản trị toàn quyền quyết định thay đổi nội quy. Nhưng mà ban quản trị đã tự động quyết định thành lập một số nội quy mới để lừa gạt chúng tôi. Cho nên chúng tôi đòi phải hủy bỏ tất cả những cái điều lệ 2005, 2007, 2008, 2010 và 2014. Vì những cái điều lệ đó là bất hợp pháp, bất hợp hiến. Và trong những cái điều lệ đó có thể nói rằng là lừa gạt rất nhiều hội viên. Lừa gạt rất nhiều hội viên. Cho nên chúng tôi đòi phải trong sáng những cái điều lệ đó, hủy bỏ những điều lệ đó và phải trong sáng. Trong sáng tức là phải công bằng. Những hội viên nào gia nhập từ năm nào cũng kể như là cái hội viên chúng tôi gia nhập chính gốc. Đó. Cho nên kể từ ngày hôm nay chúng tôi xin đề nghị với tất cả anh chị em chúng ta là cái danh xưng của ủy ban chúng ta là ủy ban tranh đấu đòi công bằng và trong sáng cho hội viên Quỹ Tương tế Việt Nam. Như thế chúng ta mới danh chính ngôn thuận để mà nói chuyện với cái Quỹ Tương tế Việt Nam bây giờ. Và những bước kế tiếp chúng ta đã đi trong mấy tháng nay là dĩ hòa vi quý, chúng ta có thể nói là đã rất quá rất tốt rồi. Những bước kế tiếp tôi đề nghị rằng là chúng ta sẽ biểu tình. Thì anh chị em nào biểu tình thì ghi tên với chúng tôi. Biểu tình và tuyệt thực, chúng ta biểu tình trong ôn hòa, không bạo động. Biểu tình và tuyệt thực trước trụ sở của Quỹ Tương tế Việt Nam. Và nếu cần những người chủ trì của Quỹ Tương tế Việt Nam không ra mặt, chúng ta sẽ biểu tình tại tư gia. Có thể thôi, đó là ý kiến của chúng tôi. Chúng ta đã dĩ hòa vi quý, đi bước đường đầu là chúng ta đã tiên vi lễ hậu vi binh rồi. Chúng tôi xin hết. Cảm ơn các thầy. Thưa quý vị truyền thông báo chí, thời giờ của chúng tôi còn rất là nhiều để có nhiều quý vị hội viên phát biểu. Tuy thế vì cái hoàn cảnh thời gian nó không cho phép, chúng tôi có thể tóm tắt lại ý kiến của tất cả hội viên rằng là hội viên Quỹ Tương tế Việt Nam đòi muốn trả tiền lại. Ai muốn theo hội thì theo hội, ai muốn đòi tiền lợi thì Quỹ Tương tế Việt Nam đòi trả tiền lại. Chúng tôi đây là chúng tôi nêu lên một cái ý kiến, chứ chúng tôi nêu lên ý kiến và một cái phong trào họp lại là ý kiến chung của chúng tôi, chứ không phải đây là một cuộc đấu tranh đòi hỏi. Chúng tôi không có thù giận ai và không có áp bức gì để mà đấu tranh. Và chúng tôi mong mỏi rằng ban quản trị Quỹ Tương tế cũ, đặc biệt là những vị trong ban quản trị hội đồng quản trị cũ, hãy hiểu rằng chúng tôi trong cái tình thân thiện anh em muốn hòa giải và muốn đưa ra một ý kiến để giải quyết chung cho một vấn đề khó khăn chung của Quỹ Tương tế Việt Nam. Cho đó mong quý vị hiểu rằng chúng ta xử sự nhau trong cái tình anh em và trong cái tâm của chúng ta, chứ đừng nên dùng những cái mánh khóe hay những cái cung cách nào đó để làm một cái điều gì mà nó thuận với cái ý của mình, nó không có thuận với cái ý của mọi người. Trân trọng kính chào quý vị. Được rồi.